Tiếp theo thì em sẽ trên tay với các bác một chiếc nữa của Seiko thì chiếc này có tên là Seiko Preset Automatic SRVW029. Phiên bản quốc tế xuất đi nước ngoài thì cái này có tên là SPP061G1. Thì chiếc này nó là phiên bản nội địa SRVW029. Thì ở đây chúng ta sẽ có một cái hướng dẫn sử dụng của dòng 6R20, 21, 24 và 6R27. Chiếc này sử dụng máy 6R27 các bác nhé cái này thì trước bên anh em cũng đã có về một vài lần rồi thì hôm nay nó về thêm một chiếc nữa và có mắt thừa đầy đủ hộp ở đây các bác sẽ có một chiếc đồng hồ với bộ cọc số học trò các bác nhé bộ cọc số học trò thì nhìn nó rất là dễ nhìn giờ size 40,5 mặt kính sapphire và máy 6R 2X và giá tầm loanh quanh chục triệu thì xin mời các bác cùng Quang Lâm bóc hộp chiếc này. Về tình trạng của chiếc này thì chúng ta sẽ có một chiếc hàng đã qua sử dụng và còn rất đẹp. Hàng nhật nội địa các bác nhé, với mã nội địa của nó là SARV-029. Và phiên bản Made in Japan và đây là một chiếc hàng đã qua sử dụng lướt và còn đẹp khoảng 95-96%. Thân vỏ, không có sức lớn chỉ có sức răm nhỏ thôi. Dây thì chúng ta sẽ thấy là chỉ có những cái sức răm nhỏ. Mặt kính sapphire nguyên khối không có sức. Về phần kích thước của chiếc này chúng ta sẽ có sai mặt đường kính size 40,5 không tính núm. Độ dày của chiếc này là 13,3 mm. Lắc tu lắc của cái này thì nó sẽ là 47,5 và độ rộng dây ở đây là 20 và chóp dây ở dưới này là 18. Thì với kích thước như vậy nó sẽ hợp với anh em tay chu vi 16 trở lên nha các bác nhé. Chiếc này thì được Seiko trang bị kính sapphire nguyên khối Và mặt đầu của chiếc này thì có 12 bộ cọc số Thì Seiko sử dụng cọc số sơn lên trên mặt đầu và sử dụng cọc số Arabic Bên cạnh đó thì góc 6 giờ đây chúng ta sẽ có một cái sắp dial hiển thị lịch ngày Và ở góc 9 giờ thì chúng ta sẽ có một cái kim power reserve hiển thị năng lượng Cho chúng ta 45 giờ tích cót Một bộ kim hình lưỡi kiếm được sơn màu trắng Và kim dây thì ở cuối có đính một hình ông trăng ở góc 12 giờ các bác sẽ có logo của Seco và chữ Automatic. Vân trên mặt đai của chiếc này thì các bác sẽ thấy là có những cái vân uh, ngang vân dọc đấy. Với độ hoàn thiện rất là cao và vành ngoài này chúng ta sẽ có một cái vành Atorin ở bên ngoài. Trên vành benzen của cái này thì các bác sẽ thấy là nó cũng không có sức lớn, chỉ có sức răm nhỏ li ti thôi. Đây vẫn còn bóng loáng các bác nhé. Về tình trạng của chiếc này thì nó còn đẹp phải tầm đến 95-96% và nó không có tì vết Về phần máy thì chiếc này sử dụng caliber 6R27B với 29 chân kính và 28.800 tần số dao động Và 42 giờ tích cót Thì chiếc này nó là một bộ máy tương đối là cao cấp của Seiko rồi Đầy đủ các chức năng lên cót tự động và có chức năng lên cót bằng tay Rồi có dừng kim dây khi chúng ta rút núm chỉnh giờ Đó. Đầy đủ các chức năng phụ Dòng này nếu mà hàng mới của nó cũng phải loanh quanh tầm 20 triệu đấy chứ cũng không ít đâu các bác nhỉ 6R27 cơ mà Và trong này thì chịu nước là 100m cho chúng ta đi mưa rửa tay, tắm giặt, bơi lội, lặn ngụp thoải mái các bác nhé Ở đây chúng ta sẽ có đầy đủ các thông số Ở mặt sau người ta ghi ở đây là Sapphire Crystal này Máy ở đây là máy 6R2700Z0 Made in Japan Seiko. Đây chúng ta sẽ có một bộ máy được uh, triện đánh vân đánh thớ rất đẹp. 6R27B-29 chân kính Seiko Time Corporation. Số series number của nó là 760239. Về phần vỏ thì chúng ta sẽ có một bộ một bộ vỏ thép không dỉ SUS316 và một bộ dây được làm 5 chỉ, 3 chỉ ở ngoài thì làm phay xước và hai chỉ điểm bên trong được làm phay bóng. Bên mé này thì chúng ta cũng sẽ có được hoàn thiện phay bóng và được làm bằng thép đúc đặc các bác nhé. Em sẽ đeo từ trước này trên tay thì sai mặt đường kính của nó là 40,5 không tính núm và độ dày là 13,3 thì nó sẽ hợp với anh em tay 16 trở lên thì như tay em là 16,5. Thì với những ưu điểm và những thông tin bên trên thì con lâm xin tóm lại những ưu nhược điểm của chiếc này như sau. Thứ nhất phải kể đến đó là bộ máy với cấu hình cao khoảng 6R27 với 28.800 tần số dao động và 29 chân kính thì nó thuộc diện máy tốt của Seiko rồi trong phân khúc tầm trung. Cái ưu điểm thứ hai của dòng này đó là chúng ta có kính sapphire nguyên khối phủ chống lóa và cái thứ ba là cọc số học trò dễ nhìn có kim sang báo năng lượng và có lịch ngày nữa. Thì chiếc này bên Quang Lâm đang có giá cực kỳ là hấp dẫn để cho các bác có thể trải nghiệm dòng 6R 2X. Và nhược điểm của dòng này là thiết kế có vẻ đứng tuổi và các bác lớn tuổi thì sẽ hợp hơn, các bác trẻ có khi không hợp lắm thì phải. Giá hãng của chiếc này thì nó loanh quanh hàng mới phải tầm 17 cho đến 20 triệu. Còn bên Quang Lâm hiện tại đang săn được chiếc này với mức giá chỉ có 10 triệu 800 và bên Quang Lâm bảo hành 24 tháng các bác yên tâm sử dụng các bác nào mà thích chiếc này thì hãy liên hệ với bên em với mã số của chiếc này là 1265 và mã của chiếc này là SARV 029 các bác nhé và mã đặt hàng của nó là 1265 thì các bác nào mà thích chiếc này thì với giá là 10 triệu 800 thì hãy liên hệ với bên em theo thông tin liên hệ ở phía dưới phần miêu tả của video các bác nhé